Vâng, xin kính chào anh chị và các bạn. Chào mừng anh chị và các bạn đã đến với kênh chia sẻ của Hoàng Văn Thịnh. Thì ngày hôm nay tôi xin chia sẻ với anh chị và các bạn về cái hiện tượng là bong bóng bất động sản là gì, và sẽ giải mã chi tiết cho anh chị về cái hiện tượng bong bóng bất động sản đó. Thì nếu anh chị là một người quan tâm đến lĩnh vực bất động sản, chắc hẳn anh chị đã có nghe thấy rất là nhiều người nói về cái thuật ngữ là bong bóng bất động sản đó. Vậy thì bong bóng bất động sản là gì và những tác động của hiện tượng bong bóng bất động sản ảnh hưởng tới lĩnh vực này là như thế nào, thì tôi xin mời anh chị và các bạn hãy cùng tôi xem hết cái video này để chúng ta cùng làm rõ và cùng phân tích về vấn đề này nha. Ok, thì trước khi bắt đầu của nội dung video thì tôi xin mời anh chị và các bạn hãy chia sẻ cái video này đến cho nhiều người thân anh em bạn bè của mình để có thể là giúp đỡ được nhiều người hơn nữa. Và anh chị hãy giúp tôi là ấn vào nút đăng ký kênh ở bên dưới màn hình nếu như anh chị chưa đăng ký kênh nha. Xin cảm ơn anh chị và các bạn. Thì bong bóng bất động sản là gì? Thì bong bóng bất động sản là cái hiện tượng giá của bất động sản vượt quá mức là so với bình thường đó, là vượt quá giá trị thực của chúng ở cái thời điểm hiện tại đó. Thì khi mà giá trị được đẩy mạnh thì cái điều này cũng đồng nghĩa với cái việc mà vào một thời điểm nào đó, khi mà tính thanh khoản của bất động sản không còn, thì chắc chắn là sẽ dẫn đến hiện tượng là thị trường bất động sản bị vỡ đó. Thì tôi sẽ lấy cho anh chị một cái ví dụ để anh chị có thể là nhìn tổng quan hơn về cái thuật ngữ là bong bóng bất động sản đó. Thì một cái lô đất có giá trị thực là khoảng là 600 triệu, thì tuy nhiên cái hiện tượng bong bóng bất động sản xảy ra sẽ khiến cho giá trị của lô đất này sẽ tăng lên với mức giá là khoảng là 1.2 tỷ đó. Thì sau đó thì nhà đầu tư A đi sẽ nhận thấy rằng là miếng đất đó thì là có giá trị tăng là khá nhanh, thì sợ rằng là giá của chúng sẽ còn gia tăng cao hơn nữa, nên là ông A này ông đã mua lại cái giá này đó. Thì đồng thời những cái nhà đầu tư khác cũng thấy vậy nên là bèn mua với giá là cao hơn, với hy vọng rằng là lô đất đó sẽ đem lại lợi nhuận cho mình đó. Nhưng đến một lúc nào đó thì giá trị của mảnh đất đã được đẩy mạnh quá mức, thì sẽ khiến cho cái bong bóng bất động sản này phình to và nổ đó. Bởi sẽ không ai muốn đầu tư vào một cái miếng đất là không đem lại được nhiều lợi nhuận cho mình. Thì chính cái lúc đấy thì giá trị của lô đất sẽ chứng lại và có thể là thụt thâm tệ đó. Thì từ đó thì chúng ta có thể hiểu sâu hơn về cái sự phát triển của bong bóng bất động sản. Vậy thì có những nguyên nhân nào tạo ra cái hiện tượng là bong bóng bất động sản đó? Thì sau khi anh chị đã giải mã được cái hiện tượng bong bóng bất động sản là gì, thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu về tiếp về cái lý do là tại sao xảy ra cái hiện tượng này. Và theo các chuyên gia bất động sản đã cho thấy thì các cuộc khủng hoảng trong bất động sản có thể là xảy ra do các nguyên nhân chính sau đây. Cái nguyên nhân thứ nhất là chỉ số GDP cao. Thì trong giai đoạn năm 2007 đến năm 2011 là tăng trưởng GDP ở nước ta đạt tới mức là rất là cao. Thì cụ thể là tăng trưởng GDP vào năm 2007 đạt tới mức là 8,43%. Thì một cái mức tăng trưởng toàn diện đối với nền kinh tế của nước Việt Nam chúng ta. Thì chỉ số GDP ngày càng cao cũng đồng nghĩa với cái việc mà người dân có thu nhập tốt thì họ sẽ tìm tới bất động sản để lưu trữ và kinh doanh để thu lợi nhuận và đầu cơ. Cái nguyên nhân thứ hai là nới lỏng tín dụng. Thì có thể nói rằng là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cái hiện tượng là bong bóng bất động sản chính là do là cái chính sách nới lỏng của tín dụng. Thì điều này có thể thể hiện rõ vào năm 2007 là khi mà cái tăng trưởng tín dụng đạt mức là 37%. Thì nhiều số liệu thống kê cho thấy là phần lớn tín dụng được đầu tư vào bất động sản. Không chỉ thế thì còn có cái nguồn vốn xã hội đầu tư kinh doanh bất động sản nữa đó. Cái nguyên nhân thứ ba là xuất hiện nhiều nhà đầu tư kinh doanh bất động sản đó. Thì nguyên nhân phổ biến tiếp theo khiến cho xảy ra cái hiện tượng bong bóng bất động sản chính là cái sự xuất hiện của hàng loạt các nhà đầu tư kinh doanh, rồi người môi giới, rồi cò đất, rồi cò nhà, vân vân đó. Thì cùng với các đợt sóng tăng giá của bất động sản với cái tần số là chóng mặt, thì điều này đã tạo ra một cái cơn sốt giá, là sốt giá ảo đó, là tăng cao hơn nhiều so với cái giá trị hiện thực của bất động sản. Thì nhằm đem lại cái hiệu quả kinh tế cao và kích thích được cái đầu tư lướt sóng. Vậy thì sau khi mà cái hiện tượng bong bóng bất động sản mà bị vỡ thì sẽ tạo ra những hậu quả như thế nào đó? Thì hiện tượng bong bóng bất động sản xuất hiện thì sẽ dẫn đến cái nhiều hậu quả nghiêm trọng, như là ảnh hưởng tới nền kinh tế, rồi làm xảy ra cái tình trạng là nợ xấu triền miên, rồi nhiều dự án bất động sản ma lại xuất hiện đó. Đó, thì tất cả những cái hậu quả này đều có ảnh hưởng rất là lớn đến cuộc sống của người dân. Thì biết bao nhiêu người đã phải điêu đứng, rồi hoảng loạn, cũng như là phá sản bởi cái hiện tượng này. Nặng nề nhất vào cái giai đoạn là năm 2007 đến 2011. Đó, chính vì thế mà trước khi anh chị bước vào đầu tư bất động sản, cũng như là bước vào đầu tư một cái dự án bất động sản nào, hoặc là có ý định hoạt động trong lĩnh vực này, thì anh chị hãy tìm hiểu thật kỹ càng để có thể là nhận định và tìm ra những cái giải pháp để cho anh chị có được một cái hướng đi đúng. Ok, thì những điều mà tôi vừa nêu cho anh chị là toàn bộ những cái thông tin
mà tôi muốn gửi đến anh chị trong cái video ngày hôm nay. Thì tôi mong rằng là anh chị đã có thêm thật là nhiều kiến thức để anh chị có thể là giải mã được cái hiện tượng bong bóng bất động sản là gì. Tôi xin cảm ơn anh chị và các bạn đã lắng nghe chia sẻ của tôi ngày hôm nay. Nếu anh chị và các bạn cảm thấy nội dung của video hay và hữu ích thì anh chị hãy giúp tôi ấn nút like của video này và hãy giúp tôi chia sẻ cái video này lên các trang mạng xã hội của anh chị và có thể là chia sẻ cho các group hội nhóm của anh chị để có thể là giúp đỡ được nhiều người hơn nữa. Và anh chị hãy giúp tôi ấn vào nút đăng ký kênh ở bên dưới màn hình và ấn vào nút chuông thông báo ở bên cạnh để lần sau tôi phát sóng thì anh chị và các bạn sẽ là người nhận được những thông tin giá trị về bất động sản sớm nhất. Xin cảm ơn anh chị và các bạn đã lắng nghe chia sẻ của tôi ngày hôm nay.